Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em chứ để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Đế quá xá đế luôn quý vị ơi. Để đẹp không đây ha. Đặt đế ha. Đế đẹp không đây. Đây, chào em. Rồi, chào anh Tấn. Chào các chú miền Tổ quốc ha. Hôm nay mới về hai mấy phôi với mấy cây tàn. Mong được giao lưu cùng cô chú. Hình thức của em là bao sóng bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại em là 0328289038 là số Zalo của em luôn. Rồi em vào cái số 1 lên đó ơi. Rồi mã số 1 rồi quý vị. Chiều cao 40. Lấy mấy cây nhỏ nhỏ. Quanh 17 rưỡi. Rồi 17 rưỡi quanh. Gì không nghe kỹ em nói ha. Dán thành cành. Rồi để luôn ha. Ôi là để dữ luôn. Cộng to không? Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 1 này giao lưu giá 400 ạ. Rồi, 400 quý vị. Rồi, tiếp tục lên mã số 2 luôn nha quý vị. Mã số chiều cao 33. Rồi. Hoành 16 ạ. Rồi. Xây xây luôn. Rồi để luôn. Giao lưu nhiêu em? Giờ mã số 2 này giao lưu giá 450 ạ. 450 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3 luôn. Giờ chiều cao 48 ạ. Hoành 25 ạ. Rồi 25 hoành nè quý vị. Ngắm kỹ thân cành lắm đó ha. Để đây. Để bắp luôn ha. Cộng lấy to to lực không. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Giờ mã số 3 này mới lưu giá 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2. Giá này là em bao ship về toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc quý vị luôn. Mã số 4 quý vị. Chiều cao 46 ạ. Rồi. Hoành 20 ạ. Rồi, xây xây luôn cho quý vị ngắm nghía. 20 mà cái nồi đế dữ lắm ạ. Đế, đo hết cái nồi đế ha. Nồi đế đặt ha, đo ngắn đặt thôi ha. Rồi ngắn rồi. Ngắn đặt này ha. 60 tính 68 nè, cho cái số nó đẹp ha. Đó. Trong chiều trước cũng có luôn đó ha. Đế đặt ở trên. To lực. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Giờ mã số 4 này em giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, tiếp tục luôn. Mặt số 5 ạ. Số 5. Chiều cao 40 ạ. Hoành 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Để cũng lực quá ha. Cây này nồi đế cũng quá đế sức. Bự ha. Đó, cái ngắn thôi ha. Ngắn đế không như đây. Rồi, 75 nhân quý vị. Ngắn đế là 75 luôn ạ. Cộng to to lực không? Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 5 giao lưu giá 800 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục lên mã số 6 luôn. Để chiều cao 63. Hoành 28 rưỡi ạ. Rồi 28 rưỡi hoành. Rồi xây xây luôn. Để nó mới kỹ dáng nó ha. Cành nè. Dáng hơi siêu siêu. Đế quý vị, đế rất là lực nha. Cộng nào cũng lấy bắp 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 luôn ha. Chịu trước luôn. Đó. Còn dòng đế nó đi cho quý vị ngắm nghĩa kỹ ha. Để kỹ cái già đế dưới đó. Trong chiều đầy đủ cộng bự không ha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã số 6 này giao lưu giá 1 triệu 1 ạ. Rồi, xuống cây luôn. 1 triệu 1. Quanh to giá nhỏ hay. Mã số 7 ạ. Số 7. Chiều cao 44 ạ. Quanh 24 ạ. Rồi, 24 quanh.
phụ đế luôn. Đó. Đây cũng kính quá nè. Đây cũng lực luôn. Chân chịu chà bá. Chịu ha, chịu rất là lực luôn ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ mã số 7 này em giao lưu giá 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi tiếp tục luôn mã số 8 luôn rồi quý vị. Cái con ngặt quá ha. Chiều cao 36 ạ. Dạ hoành 25,5 ạ. Rồi, giống như cái cò dưới đế luôn ha. Đế lực ha. Đế lực ạ. Đòi là cái cũ ha. Để coi là phần đặt này cái ha. Đặt này 57 rồi quý vị. Cái cục này không quá sức. Trước này rễ hồi hỏi khỏi nói nha. Dạ bả không. Rồi vô luôn như em. Dạ mã số 8 này em vô luôn giá 1,3 triệu. 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên số 9 luôn quý vị. Trực thầy cành ha. Chỉnh ngay ngay là dùm cái bầu hơi nghiêng. Rồi cho chiều cao nó ha. Để chiều cao nó 1 mét ạ. Dạ hoành 22 ạ. Rồi 22 hoành em này quý vị ngắm nghía là tay cành nè. Đều rang ha. Quá đều luôn. Cho nên dành chỉnh ngay lại. Chỉnh cái bầu đất lại ha. Rồi, bầu hơi nghiêng. Rồi còn để đây. Để cũng kính đế luôn nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 9 em giao lưu giá 750 ạ. 750. Rồi, mã số 10 ha. 10. Để chiều cao 50 ạ. Hoành 25 ạ. Rồi. Rồi, đế luôn rồi quý vị. Để kính luôn ha. Rồi, giá lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 10, giá lưu giá 1,4 triệu ạ. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 11 ạ. 11. Thì chiều cao 76 ạ. Rồi, 76, càng càng đẹp luôn ha. Hoành 26 ạ. Rồi 26 hoành. Cây to bé rất đẹp ha. Tay cành đều luôn cô chú ơi. Đó, cực kỳ đều đẹp ha. Rồi cũ đế cho quý vị để nó này. Đây một cái đặt luôn. Để đẹp ha, tay cành đẹp. Cho luôn nha em. Dạ mã 11 này cho luôn giá 1,4 triệu ạ. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cây bự nha. Ui. Số 12. Để đây giữ rồi nha. Còn hành. Chiều cao 109 ạ. Rồi cái hoành luôn ha. Hoành 28 ạ. Chừng này đụng mấy cái cành này. 28,5 đến 28. Rồi. Trúng quả hồng. Rồi để hồi khỏi đây. Quá sức cái nồi đế. Em cho cái thông số cái nồi đế này cái chưa. Rồi 120 rồi nè. Rồi 120. Sổ nó nhiêu đây em? À, sổ nó 29 ạ. Rồi cho cái đường kính bầu nó luôn đi ha. Cái gì vậy chuẩn bị bòn với chậu ha. Rồi kéo ngang qua. Tính luôn vòng cung ha. Rồi như em tính vòng cung này luôn là 58 ạ. 58. Rồi để đây. Quá sức cái nồi đế luôn. Đó, diện hết cái cò đế luôn đi ha. Ức họ đặt rồi. Dưới to dưới dạ dưới đây phải kỹ vô vậy ha. Quá xa nồi đế rồi ha. Đế khỏi chê rồi.
thân cạnh cái gì ngắm nghiến lần nữa ha. Cho một vòng nữa đi em. Rồi, giao lưu như đêm. Mã số 12 này giao lưu giá 4 triệu anh ơi. Rồi, 4 triệu quý vị. Rồi, để whip bịp luôn. Rồi. Tiếp tục luôn ha. Rồi. 13. Rồi, mã số 13. Rồi, chiều cao 77 á. Dạ, hoành 29 ạ. Rồi, 29 hoành. Đó, cái có cái củ ha. Còn đặt nè. Đây miếng nồi cái củ nạc. Củ nạc, củ nạc 50 ha. Củ nạc không ơi, khúc này 50. Để nè. Đó. Đó, không quá xa để đây ha. Cò bẻ rất đẹp ha. Đây, cò anh. Hai cành nè. Cò rất có duyên rồi chú ơi. Rồi, mình giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 13 này em giao lưu giá 1 triệu 7 anh ơi. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 14 luôn ha. 14. Tay cạnh nó bẻ theo thân luôn. Thì chiều cao 40 ạ. Dạ, quanh 18 rưỡi ạ. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 14 em giao lưu giá 550 thôi nè. 550. Rồi, lên 15 luôn. Đây, bề đế ha. Bẻ cũng nhập quá nè ha. Rồi, chiều cao nó luôn. Dạ, chiều cao 96 ạ. Rồi, cái hoành em nói luôn. Dạ, hoành nó 26 ạ. Rồi, 26 hoành. Vì ngắm nghe kỹ hàng cái co tay cành này cũng khéo cây lắm quý vị nè. Co tay cành khéo đó ha. Đoạn dưới nữa nè. Này đế cũng đã bít bầu. Đế quý vị. Đế vàng đẹp lắm cô chú anh chị nè. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 15 này em giao lưu giá 1 triệu tư anh ơi. Rồi, 1 triệu tư. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 16 ha. Chiều cao 66 ạ. Dạ, hoành 27 ạ. Rồi, 27 hoành. Rồi, xuống đế như nào quý vị. Đây, dựng cái chứ. Đó, còng bự bự ha. Cò bẻ cũng rất đẹp. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 16 này em giao lưu giá 650 ạ. 650. Rồi, mã số 17 luôn. Đây, 17 đây quý vị. Là chiều cao 40 ạ. Hoành 28 ạ. Rồi, 28 hoành. Để ha. Để không bắp bắp kính luôn ha. Em này cái đường thân tay cành giống một cái em mà nãy mình cũng vừa quay cũng giống quá nè. Xuống máy đó nhìn cũng giống ha. Đó. Quay trước em này vài cây đó quý vị, giống nè. Này bộ đế lực thôi chú. Cây nào đế bắp bắp không? Cái này thì bự hơn em kia nhiều. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 17 này em giao lưu giá 1 triệu 6 anh ơi. Rồi, 1 triệu 6. Rồi, tiếp theo luôn. Dạ, mã 18 ạ. Dạ, chiều cao 50. Dạ, hoành 20. Rồi, 20 hoành. Để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 18 này em giao lưu giá 500 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 500 nha. Rồi, tiếp tục lên 19 luôn. Rồi, mã số 19. 19.
chiều cao 50 ạ. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Nghe kỹ thân cành đế nó luôn ha. Nhìn xa xa đi ha. Dễ nhìn đặc đẹp ha. Co ngã con khúc à. Rồi, vô luôn nhiêu em? Giờ mã 19 em cho luôn giá 1.1.000 anh ơi. Rồi, xuống cây. 1.1.000, mã số 19. Rồi, tiếp tục mình lên 20 luôn. 20 ạ. Rồi, chiều cao 59 ạ. Hoành 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Vì nó nghe kỹ dáng đó ha. Cái một đế cũng viên cây quá nè, quý vị nè. Trong chiều ăn trước có cái gối luôn ha. Có cái lưng dài nè, ăn trước có hai cái gối nè. Dạ, bộ đế nó vàng đẹp. Có hai cái tay giống hai cái co thành cái gối luôn. Rồi, viên cây ha. Rồi, giao luôn nha em. Giờ mã 20 thì mới luôn giá 700 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 21 luôn. Có cái vòng như đây ha, giật tròn ha. Rồi, chiều cao luôn. Giờ chiều cao 85 ạ. Hoành 22 ạ. Rồi, 22 hoành. Rồi, thân cạnh luôn nha quý vị. Rồi, nhìn mấy cái co đó đoạn như đây ha. Để luôn nha quý vị. Rồi, giao luôn như đêm. Giờ mã 21 là giao luôn giá 750 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Cây bự chẳng vậy 750. Xếp tới nhà luôn nha quý vị. Bao phí luôn ha. Rồi, mã số 22. 22. Chiều cao 49 ạ. À. Hoành 20 ạ. À. Em này nồi đế thì thôi. Quá sức rồi. Rồi, giao luôn nhiêu em? Giờ mã 22 này giao luôn giá 950 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Lên 23 luôn có gì? 23. Em nhìn quá là cây ha. Có chiều cao này đi. Chiều cao 58 ạ. À. Rồi hoành 21 ạ. À. Rồi cũ là nhiêu em. Rồi cũ nó 55 ạ. À. Rồi cũ 55 luôn ha. Rồi diện không nghe cái cũ đế luôn. Cũ nhìn rất có duyên ha. Cũ sứ. Rồi, giao lưu nhiêu em? Giờ mã 23 này em giao lưu giá 1.1.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 24 ha. Rồi. Giờ chiều cao 1m ạ. Giờ hoành 29.5 ạ. Rồi, gần 30 hoành luôn. Rồi, thân cành luôn có gì? Rồi, còn đặt ha, cũng đặt 70 à. Rồi 70, rồi ngay ngắn đó ha, 70 ha. Để đầy đủ còn bự không ha. Coi ngặt luôn nè. Rồi, giá luôn như đem. Giờ mã 24 làm giao lưu giá 2 triệu ạ. Rồi 2 triệu. Rồi, mã số 25 luôn. 25. Chiều cao 53. Hoành 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Tay cảnh nó theo đường thân luôn ha.
Rồi để quý vị. Đây bắp ha. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Dạ mã 25 này giá luôn giá 900 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 26 của quý vị. Rồi, chiều cao mã số 26. Dạ chiều cao 69 ạ. Rồi. Vành cũng hơi bự bự nè. Nhà hoành nó 27 rưỡi đó. Rồi, 27 rưỡi hoành. Tính 27 ha, sẽ chắc ha. Em đo cái củ nạc này. Như em. Củ nạc nó 58 ạ. Rồi, đo ngang ngắn nó 58, còn đo hết cái nồi. 93 ạ. Rồi, không nghe cái nồi nè. Con cành thống. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Giờ mã 26 này em vô luôn với 2 triệu 7 ạ. Rồi, 2 triệu 7. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 27. 7, một em tàn. À, được cắt tỉa như cây thông ha. À, tại cành đều đế nôm luôn. Đế nôm là kẹo ha. À, em này mình ước lượng cao tính từ cổ rễ lên khoảng 1,5 m, 1,6 m gì quý vị. À, tán ngang lấy 1 m đi ha. Rồi từ từ đợi anh cái chưa. Rồi xe xe cho quý vị nghe xương cành cái chưa ơi. À, xương cành đều rang ha. Tóc thân thấp luôn ha. Cho cái tóc thân luôn rồi chưa. À, tới cái cổ là nhiêu đây? Dạ 15 ạ. Rồi 15, chắc nó cho hoành luôn ha. Hoành 22 ạ. Rồi 22 hoành. Cho thông số nôm nó luôn đi em. Chiều nôm nó 29 ạ. Cái nồi nó nhiêu luôn, hết cái nồi luôn ha. Rồi thôi ngay ngắn nồi. Để cái nồi nó 105 ạ. Rồi nồi 105. Để đây ông nào nấy bự bự không ha. Đó. Phân bố đều bầu luôn, cộng bự cũng kính đế ha. Đó. Dòng nó cho gì ngắm nghía đế kỹ ha. Rồi còn xương cành đây gì ngắm nghía kỹ nha, mình rà lên đây. Đó. Để con điều rang ha. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Dạ mã 27 em vô luôn với 2 triệu rưỡi anh ơi. Rồi, 2 triệu rưỡi. Cây đế nôm thay cành đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 28 hả quý vị? Em này cao chắc khoảng 1,7 m ha. Tán ngang chắc khoảng 1,4 m nha quý vị. Tán cũng tròn nè ha. Rồi, xương cành quý vị ngắm nghía ha. Từ đỉnh đây. Rồi, từ từ xuống đây. Quý vị quan sát kỹ nha, mình rạo rất là chậm đó quý vị. Thay cành cũng đều ha, tóc thân thấp luôn nè. Rồi cho cái hoành nó luôn nghe chưa. Nhà hoành 21. Rồi 22 yếu ha, tính 21 đi ha. 22, 21 rưỡi đó. Rồi để đây. Đó. Dòng nữa đi ha. Mã số 28 giá luôn nhiêu em? Giờ mã 28 em luôn giá 1 triệu rưỡi nữa. Rồi 1 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi mình xuống cây quý vị. Rồi mã số tiếp theo là 29. Một em tàn vip nhưng quý vị à, để nè. Để đặt ha. Tay cành quý vị. Không muốn tay cành. Kéo lên là quý vị không nghe ha. Chị này bự quá em lên mình xây không được. Để ở dưới ha. Mà xương cành kéo ra từ từ lên nha quý vị. Rất là chậm cho quý vị xem luôn. Đó, ha. Thêm lần nữa nè. Chị không nghe kỹ nha. Tàn thì quay tàn cho kỹ ha. Rồi, đây, để ha. Cho cái tóc thân nữa này vậy.
hấp nè, tới cổ nè. Đây, đây là 10 à. 10 ha. Rồi cho cái hoành luôn ha. Rồi hoành áp ngay cho vị trí này nó là 34 ha. Xíu chút nữa bự. Đây nguyên phần nạc ở dưới xíu nó là 41 ha. Nở ha. Rồi đường kính bầu. Đường kính bầu. Kính bầu tới 60 mấy rồi. 66. 66. Đâu sổ. Sổ. Sổ 30 ha. Sổ 30. Tổng nồi ha. Hạt thước rồi nè. Hạt thước này là lấy mấy 6 nồi đi. Hạt thước cộng nó còn hở ra khúc nha quý vị. Rồi. Đi nồi đế luôn nha quý vị, lát nữa ra hết cái tàn cho quý vị xem ha. Để thước đi. Hẹn tương lai à, ha. Để đặt cái trận ha. Đây cạnh ok ha. Đây cái tàn nó có gì tổng thể tàn ở đây. Tàn bự lắm nè. Cảm đưa lên hết tay. À, tay của Trương đưa lên là còn đoạn cao lúc bên kia luôn. Nghe báo cho quý vị tay này thì khoảng hơn 2,5 m nhưng báo lấy 2,5 m cao quý vị. Tán ngang cũng tầm 2,5 m luôn ha. Rồi cái này giá cả sao đây em? Dạ cây này mấy cô chú nào hiện trí điện em báo giá cái đi anh ơi, cho cô chú mình có xanh sữa được xin sữa ha. Rồi chứ đảm bảo là giá cũng không có cao. Dạ giá vì... cũng vừa chơi à. Để cho ví dụ anh chị nào cô chú nào mà xanh sữa về không bị lậu giá. Dạ. Cây này em chỉ có ship đi quan tâm rưỡi cây số anh ơi. Rồi chứ cây này ship sao quá không nổi. Rồi cuối clip rồi, giờ là gì muốn nói không chưa? Dạ cuối clip thì con cũng mong cô chú xem hết clip được tham khảo, được ủng hộ con, xin cảm ơn ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau nhé.